Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến kênh YouTube Top Tara của mình nha. Rất vui gặp lại anh em ở clip lần này. Và lần này là một trận đấu khác mọi ngày nha anh em. Không phải mình đi top, không phải đi rừng, cũng chả phải đi FB nữa. Ok, hôm nay mình sẽ đi cướp cúp nha anh em. Cúp nhân loan thì cũng tương đối là khó lấy, nên khi anh em đi chuẩn bị cho mình một kỹ năng tốt, một hoặc vài người đồng đội hiểu ý hoặc là chơi tốt, và đặc biệt cần xíu may mắn nữa nha anh em. Ok, và vào phen mình lên núi tìm thầy học võ, luyện võ công khổ luyện, thì hôm nay mình đã chính thức đi đấu cúp vinh quang nha anh em, đi cướp cúp vinh quang chứ không phải là đấu nữa. Ok, đầu game thì hai bạn top và bạn mid đi qua ăn trộm con bùa của team nhà mình rồi. Ok, và cái gì cũng phải có cái giá của nó, và cái giá của bạn phải trả thì phải để mạng lại nha anh em. Ok, và đối đầu với mình hôm nay sẽ là một vị tướng phải nói là cũng cực kỳ khó chịu luôn anh em, một vị tướng trùm đấu sĩ tay đôi ở khu vực đường top ngày xưa ấy. Ok, đó là ngày xưa ấy thôi anh em. Bây giờ thì nhiều con tướng, rất nhiều con tướng đã ra đời sau này, và mất cơ động hoặc là sốc đam đủ các kiểu, nên là Omen đã dần mất cái vị thế trùm đường top rồi nha anh em. Và hôm nay Tara cũng sẽ cướp luôn cái vị trí trùm đường top của Omen luôn anh em ơi. Trận đấu hôm nay mình sẽ tước đi cái quyền trùm đường top của anh ấy mới được. Omen ngày nay không còn như Omen ngày xưa đâu. Nói chung thì vị tướng Omen cũng là một đối thủ đáng gờm đó anh em, cũng không thể nào khinh thường đối thủ được nha anh em. Cái tỷ lệ á, ok, mình vừa giết hết tụi cái đầu, mình có một pháo mà chưa kịp anti luôn. Omen á thì nó có cái khả năng mà miễn sát thương một phần nè, rồi có khả năng khống chế là nó cấm cây tàu nữa, rất khó chịu chứ đừng có tưởng bở nha anh em. Nhưng mình sẽ cố gắng làm xanh hơn nó thật nhiều để mình có thể cân nó dù ở trong trụ nha anh em. Có nhiều trận mình chơi gặp Omen mà mình tính nóng võ công cao anh em, bạn trụ giết người ta, cuối cùng nó cầm cho cây xào trong trụ rồi chết trong trọng, tức tử nha anh em, rất là khó chịu chứ đừng có kinh thường đối thủ. Ok, trận đấu hôm nay thì mình sẽ bớt khẩu báo lại, mình sẽ bớt khẩu báo lại để giữ cái mạng của mình nha anh em, cố gắng không để nó xích trong trụ nha anh em. Omen mà mình đừng áp sát nó, áp sát với nó đủ nội tại, nó đánh rất là thốn luôn, mà gặp nó có cái phần miễn thương nữa, nên là nếu nó lên thêm một cây đao truy hồn nữa thì nhiều lúc mình áp sát mình chơi tay đôi với nó mình sẽ chơi không lại nha anh em, nên là mình cố gắng cấu rỉa hoặc là cần đồng đội hỗ trợ thì có đồng đội hỗ trợ thì tốt hơn. Nếu mình cốc rỉa nó mà nó máu nó còn khoảng nửa máu của mình á thì áp sát chơi được nha anh em, nó hồi máu không kịp đâu nha anh em. Omen này, Omen. Mình sẽ chạy lên phía trên và để chặn lính, để mình có gì mình sẽ đi ram phụ bồ mình nha, mình đi hỗ trợ bồ mình nha anh em. Thằng Omen đang mất tiêu rồi. Đây là một trận cuối cùng của mùa 22 rồi, mong anh em xem clip ủng hộ mình nha anh em. Nếu mà anh em xem clip thấy hay thì anh em nhớ đấm like, comment và đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Một cái lượt đăng ký kênh, một cái lượt thích là một cái niềm động viên rất là to lớn cho mình để mình có động lực làm clip nha anh em.
Ok, cầm sao trong trụ, nhưng mà xin lỗi, mình đã lấy luôn cái trụ bạn rồi bạn ơi. Solo bạn ơi, chạy gì hả bạn? Chạy hả, để mình tiễn bằng một đoạn cho đi về cho nhanh nha anh em. Ok, bạn thứ hai dành cho mình. Đã có khu vực, đã có giao tranh ép lên tại khu vực đường rồng nha anh em. Chắc là mình sẽ chạy thẳng lên đó để mình hỗ trợ anh em đường rồng. Anh em đường rồng bị mất thế quá, chết bảy mạng rồi. Ok, mình sẽ lên hỗ trợ anh em nè. Chơi nó anh em ơi. Ây da, bạn ca thì bắn cái anh tì khá là thốn anh em ơi. Thôi, pha này hết lính. Pha này chắc là mình không ép được anh em ơi. Lính này không đủ để mình ép đâu. Có lẽ là mình sẽ nuôi mẹ anh em ơi. Ok, bạn mít ở đó thì mình sẽ farm dùm bạn mít cái đám lính này. Đừng nóng đừng buồn mình nha bạn mít ơi. Ok, mình sẽ lên hỗ trợ anh em đây. Hết máu hết rồi. Rồi hết máu là nơi đó có ăn thôi. Mạng đầu tiên dành cho mình. Mạng thứ hai này. Ok, ban trụ lượm mạng thứ ba luôn. Trip kêu dành cho mình anh em ơi. Ok, khá là thơm tho luôn. 5 mạng ở phút thứ 6 dành cho mình nha anh em. Ok, xanh rồi thì sao? Xanh rồi thì đừng ảo tưởng sức mạnh nha anh em. Xanh rồi thì bớt ảo tưởng sức mạnh giùm một cái. Nhiều lúc mình cứ cái tính nóng á, xanh rồi cái ảo tưởng sức mạnh và cái kết là như thế nào anh em? Cái kết là bị sắp mặt lại luôn. Ok, và bạn mít đã hỗ trợ mình ăn cái đám lính đường top thì mình ở đây mình chơi đường rồng đường mít thôi anh em. Hai bạn trâu xích nhau này. Này thì Alice với chúng tôi. Mình xanh mình gõ cũng thốn lắm nha anh em. Xanh quay chiêu một vô một cái thì xác định luôn. Nói chung cố gắng farm xanh rồi mình làm việc sẽ đúng thôi nha anh em. Nên là ui, mình tưởng nó sống chứ anh em. Cố gắng cứ để cho xanh là được. Ok, 7 mạng nhanh cho mình. 7 trên tổng 11 mạng. Trận này mang tính chất gánh tem luôn nha anh em. Ok, đã lấy được cái chỗ thứ 3 cho tem mình rồi. Trận này cũng tem mình cũng đang cái ưu thế khá cao. Tại vì hồi nãy mới đầu tem mình nó chết khá nhiều, nhưng mà sau khi mà được mình ganh một vài lần ganh của mình thì tem mình đã lấy lại được vị thế rồi nha anh em. Các bạn có bạn Kahi này cũng khó chịu nè. Cấu rỉa khá là tốt luôn anh em. Team mình thì có khống chế nhờ bạn Arum. Và cấu rỉa cực kỳ tốt từ bạn Lavi nha. Bạn Liliana cũng là một tướng cấu rỉa rất là tốt luôn anh em. Ok, team mình sẽ cố gắng cấu rỉa mấy thằng này để nó xả chiêu và nó mất bớt máu á. Rồi team mình sẽ mở combat nha anh em. Team có Tara thì cố gắng mình nên chết map nè, lấy sai nè, rồi cho mấy bạn xả combo chiêu thôi. Chứ Tara mấy thằng tù chơi mà, người ta hay nói như vậy anh em ơi. Tara nó tù lắm anh em ạ. Hay da, cũng khá là đau nha anh em. Những pha văn trụ mà thần thánh của mình. Bạn chơi vậy thôi chứ có giết được ai đâu mà. Xem bạn ôm cái trụ cứng nhắc luôn em ơi. Mình thì cứ lăn xả và cấu rỉa. Xem bạn thì cứ núp trong trụ thôi mình. Ok, lợi thế đang thuộc về team mình anh em ơi. Cố lên, team mình đang có 4 người, team bạn chỉ còn có 2 người thôi. Mình cố gắng ép luôn trụ này nha anh em. Đây là một pha đáy của bạn Kahi rất khó chịu anh em ơi. Đam cao quá. Đây, không được, có bạn Omen. Nếu không có bạn Omen mình có thể lăn xả cái nào cũng được, nhưng mà có bạn Omen nhiều lúc lăn vô một cái nó cho một cái anti thì sẽ xác định cho anh em ơi. Ok, chạy lẹ về để nó mất cái lính đường top của mình đây.
Ok, không sao anh em ơi. Ê, ê. Một pha cấu của bạn Liliana cũng rất là thốn anh em ơi. Ok. Mình đã lên được một món làm chậm rồi. Hai món làm chậm luôn rồi anh em ơi. Khi giờ này thì đụng vô ta ra thì cái nước mình lết thôi. Rất khó chịu luôn. Một cái làm chậm từ áo chồng bán giá và một cái làm chậm từ một cái khiên tất truyền nữa. Giữa nếu mình phóng chiêu một vô nó làm chậm tất chạy của cái chiêu một nữa. Rất khó chịu luôn nha anh em. Anh em nào á, nếu mà thích chơi vị tướng Tara này thì có thể lên thử build đồ của mình để coi chơi thử coi ngon không nha anh em. Mình thì á, mình chơi đủ thể loại đồ luôn, tùy trận và tùy ngẫu hứng nữa. Có nhiều trận lên đam lên đủ các kiểu. Ok, bạn biết mình đang ăn kinh công mà bạn còn dám nhào vô đây à? Nhào vô nè. Ok, hai mạng của tay mình đã dành cho tay mình. Ok, tay mình còn 5 người và tay mình có lẽ sẽ ăn con kinh công này. Ok, bạn còn bạn nào muốn vô nữa không? Vô thì vô nè, ra đây, vô đây. Ok, một pha áp sát và hạ luôn tem bạn của bạn Mít khá là tốt luôn anh em ơi. Ok, 8-0-10 dành cho mình rồi nha anh em, rất là cạnh luôn. Ok, có lẽ là mình sẽ cố gắng kết thúc trận đấu tại đây luôn nha anh em. Chủ thôi anh em ơi. Ok, có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã xem các clip nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Hẹn gặp lại anh em trong mùa 23 sắp tới nha anh em. Chúc anh em leo rank may mắn.